được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Vâng, nói đến ăn kiêng thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng là giảm cân. Tuy nhiên thì Ngon và Lành ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một thực đơn cho cả ngày, không chỉ giúp các chị em có thân hình thon thả hơn mà nó còn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cả ngày, cộng thêm là thanh lọc cho cơ thể. Và người sẽ đồng hành với tôi ngày hôm nay đó là bạn Nguyễn Kịch Nga, huấn luyện viên của dinh dưỡng ạ. Vâng, xin chào Nga. Vâng, có lẽ là nói đến những cái món ăn kiêng này hay là thực đơn mà cung cấp dinh dưỡng cho cả ngày thì chắc là các bà nội trợ cũng đã nghe thấy rồi. Tuy nhiên mà để cụ thể cũng như là mình sẽ biết từng món từng ngày nó cung cấp những cái dinh dưỡng gì và những cái chất gì thì có lẽ là phải nhờ Nga. Vâng, thế ngày hôm nay thì Nga sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn những cái kiến thức gì về dinh dưỡng. Trước khi mà mình đi vào hướng dẫn các bạn những cái món ăn của ngày hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu qua trước về cái phương pháp mà ăn kiêng nhưng mà lại đầy đủ dinh dưỡng này. Phương pháp này thì đang rất là thịnh hành trên thị trường hiện nay, thì là phương pháp chúng ta gọi phương pháp đấy là phương pháp eat clean, có nghĩa là ăn sạch. Mình có thể dịch ra đơn giản là như thế. Thì khi mà nói đến ăn kiêng thì người ta sẽ thường bỏ một vài cái chất dinh dưỡng nào đấy trong cơ thể, ví dụ như là tinh bột hoặc là chất béo, để nhằm gây cái sự rối loạn cho cơ thể, và chính vì thế nên cơ thể chúng ta giảm cân. Thì đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ ăn đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để mỗi cái chất dinh dưỡng nó sẽ làm đúng chức năng của nó. Ngày hôm nay thì trên bàn này tôi thấy có khá nhiều các thực phẩm này, cũng như là bạn cũng đã chuẩn bị hình như từng khẩu phần một rồi, thì bạn có thể giới thiệu qua cho tôi cũng như khán giả được biết được không? Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu trước về bữa sáng của ngày hôm nay. Thì bữa sáng, một bữa sáng nó rất là gần gũi và đơn giản là trứng trắng và ăn kèm với nấm và rau roc két cũng như là cà chua bi. Đây là một bữa sáng các bạn có thể nấu trong vòng 5 phút. Nó rất là phù hợp với những cái gia đình bận rộn. Bữa trưa thì chúng ta sẽ có salad lườn gà và ăn kèm với hạt diêm mạch. Đối với cái phương pháp eat clean này thì các bạn sẽ thấy một cái điều thú vị là tất cả những bữa ăn mình chuẩn bị rất là nhanh, nó thường chỉ mất 10-15 phút cho một bữa ăn để mình có thể có một bữa ăn hoàn chỉnh. Đối với bữa tối thì chúng ta sẽ có cá hồi áp chảo ăn kèm với cả măng tây, bó xôi và rau roc két. Và bây giờ chắc là chúng ta sẽ chuẩn bị vào làm bữa sáng đầu tiên nhỉ? Thế vâng, chúng ta sẽ bắt đầu làm món trứng tráng với cả nấm và cà chua bi. Nga sẽ hướng dẫn các bạn làm bữa sáng. Thì nguyên liệu gồm có 2 quả trứng gà. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh trứng gà trước. Đây là khẩu phần cho một người ăn. Chúng ta sẽ nêm một ít muối và tiêu vào trong trứng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thái đôi quả cà chua bi này. Bình thường thì các bạn có thể sử dụng cái loại nấm yêu thích. Tuy nhiên thì hôm nay thì Nga sử dụng nấm Ucha. Thì nó rất là dễ chín và nó cái mùi vị nó khá là dễ ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn tráng trứng. Chảo đã nóng ra thì tôi sẽ cho trứng vào. Trứng là loại thực phẩm rất là nhiều protein. Khi bạn thấy cái mặt dưới của trứng nó bắt đầu nó khô lại thì chúng ta sẽ cho cà chua và nấm vào. Sau khi cho trứng ra đĩa thì chúng ta sẽ trang trí với một ít rau roc két. Rau roc két thì nó cũng có cái vị rất là đặc trưng là nó hơi đắng một tẹo, nhưng mà nó rất là tốt sức khỏe. Đây là một cái thực phẩm hàng đầu trong cái việc là phòng chống ung thư cũng như là ức chế các tế bào ung thư. Rau này là mình có thể ăn sống luôn được hả bạn? Đúng rồi ạ. Bữa trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm món salad gà và hạt diêm mạch. Thì nguyên liệu gồm có lườn gà, cam, quả bơ, hạt diêm mạch, mùi và xà lách romaine cũng như là các cái gia vị khác. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu làm sốt. Thì nguyên liệu của sốt sẽ bao gồm chanh. Thì chúng ta sẽ vắt nước chanh vào đây trước. Và tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một thìa nước cam để làm sốt. Dầu ô liu là một trong những cái nguyên liệu rất là gọi là nó rất là thông dụng trong khi mà chúng ta ăn kiêng. Thêm một ít mật ong nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thái một ít mùi để cho vào sốt. Thì chúng ta sẽ lấy phần lá thôi, còn cái phần cuộn thì chúng ta có thể
Bây giờ chúng ta sẽ đánh đều cái sốt này lên và để một chỗ để cái sốt nó ngấm vào với nhau. Mình sẽ thái hạt lựu quả bơ này. Chúng ta sẽ cắt quả cam và lấy cái thành phẩm như trên đĩa trình bày này. Tức là chỉ lấy tép thôi đúng không? Đúng đây ạ. Hình như là mình đã bóc hết những cái vỏ bên ngoài rồi. Mình bóc cả vỏ bỏ hạt đi để tí nữa khi mình ăn nó không bị cảm giác nó mắc cái vỏ ở trong họng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nấu cái hạt diêm mạch này. Bởi vì cái thời gian nấu hạt diêm mạch nó khá lâu, nó khoảng mất khoảng 15 phút nên là chúng ta nên chuẩn bị trước. Đối với cái hạt diêm mạch này thì chúng ta nên rửa qua trước một lớp nước như tôi đã rửa đây để nó tẩy bớt cái phần đắng của cái hạt đi. Thì chúng ta sẽ cho hạt vào đổ cái lượng nước gấp đôi so với lượng hạt. Nó cũng gần như là nấu cơm đúng không ạ? Sau khi hạt diêm mạch sôi thì chúng ta sẽ để lửa rất là nhỏ và để cho nó tiếp tục mà nảy mầm và cũng như là để nở hết cái hạt. Hạt diêm mạch của chúng ta hình như đã được rồi đúng không ạ? Tôi thấy đã nở rồi. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái hạt diêm mạch sau khi chín thì nó không còn nước nữa. Khô hoàn toàn thì chúng ta sẽ cho ra đĩa. Sau khi dầu đã nóng thì chúng ta sẽ cho phần lườn gà vào. Thì một trong những lý do mà người Việt chúng ta rất là ngại ăn lườn gà bởi vì khi luộc gà ấy, thì cái phần lườn nó rất là khô. Tuy nhiên thì đối với cả cái phương pháp mà áp chảo này thì là chúng ta sẽ xào nhanh. Mình sẽ cho chút muối này và cái gì đấy ạ? Chúng ta sẽ cho chút muối và một ít bột ớt. Chúng ta sẽ xào nhanh lên chảo. Gà nó sẽ chín rất là nhanh và sẽ giữ được nước. Thì nếu chị ăn thì sẽ thấy cái vị ngọt của cái đường gà này. Bây giờ chúng ta sẽ bày rau ra đĩa để làm cái lớp lót ở dưới. Và chúng ta sẽ bắt đầu bày lần lượt các cái nguyên liệu khác lên trên. Bày bơ lên trên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cam lên trên đĩa. Cái việc trình bày là ngẫu hứng của mỗi người. Có các bạn nếu các bạn ăn ngay các bạn có thể trộn tất cả nguyên liệu ở trong tô và cho sốt vào và bày ra sau. Còn như tôi đang làm ở đây thì tôi sẽ bày nguyên liệu ra trước và lúc nào chúng ta ăn thì chúng ta sẽ trộn sốt sau cùng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái phần gà đã chín lên trên. Đến thì chúng ta sẽ bày một ít hạt diêm mạch lên trên. Hoặc là chúng ta có thể để vào một góc. Khi mà ăn thì chúng ta có thể trộn lẫn lên nhau. Xong bữa tối ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món cá hồi nướng ăn kèm với cả rau củ. Thì chúng ta sẽ bật lò nóng trước ở nhiệt độ 200 độ C. Và trong cái thời gian chờ lò nóng thì chúng ta sẽ tiến hành ướp. Gia vị thì gồm có cái hạt mù tạt này. Cái sốt mù tạt này các bạn mua rất là đơn giản ở trong siêu thị. Mình sẽ dùng một quả chanh. Lấy nước cốt thì chúng ta có thể vắt ra trước và đổ lên đây hoặc là vắt trực tiếp lên miếng cá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho một ít muối và một ít tiêu lên trên. Thời gian để cho ướp gia vị miếng cá được ngấm được khoảng bao lâu hả bạn? Chúng ta chỉ ướp khoảng 5 phút như này mà sau đấy thì có thể cho ngay vào lò nướng. Bây giờ chúng ta sẽ cho cá vào trong lò nướng và trong thời gian đấy thì chuyển sang hấp rau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho măng tây và súp lơ vào nồi hấp. Cái nồi hấp tôi sử dụng ngày hôm nay là cái nồi hấp sử dụng bằng nhựa nguyên sinh thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Còn bình thường nếu mà chúng ta sử dụng cái lồng hấp bằng nhôm hay là bằng tre nứa thì nó thường sản sinh ra vi khuẩn trong quá trình mình nấu. Đặc biệt nhôm thì nó rất là độc. Khi gắp súp lơ xanh và măng tây ra thì chúng ta sẽ tranh thủ trình bày cái đĩa này luôn bởi vì tí nữa chúng ta sẽ cho cá lên trên. Thì chúng ta sẽ cho lá đốt két xuống dưới. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho súp lơ xanh và măng tây lên trên. Măng tây thì chúng ta có thể sau khi hấp thì có thể cắt nhỏ ra xong cho vừa ăn. Tuy nhiên thì trong lúc mình nấu thì mình nên để nguyên cả cây để cái vitamin nó không bị bay đi trong quá trình hấp. Thì sau khi trình bày xong cái phần rau thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cá đã nướng xong ở trong lò chưa. Cá sau khi nướng khoảng 5 đến 7 phút thì đã chín. Thì tôi sẽ cho cái phần cá này lên trên cái phần rau đã trang trí.
Và công đoạn cuối cùng thì chúng ta sẽ cho một ít hạt hạnh nhân lên trên. Hạt hạnh nhân nó được xay đúng không ạ? Hạt hạnh nhân này thì chúng ta sẽ giã nhỏ nó thôi. Còn nếu không có hạt hạnh nhân thì các bạn có thể sử dụng hạt thông hoặc các cái loại hạt óc chó khác mà mình sẽ nghiền nhỏ ra một tí. Rồi. Vậy là bữa ăn hoàn thiện trong một ngày của chúng ta đã xong. Đây là ba bữa chính đúng không ạ? Còn đây là sữa. Đây là sữa hạt dẻ mà mình đã xay trực tiếp từ hạt dẻ tươi nước. Và chỉ có thế thôi. Tức là chỉ là hạt dẻ cười cộng với nước thì nó sẽ ra một cái nước như thế này. Để cho mình uống vào những cái bữa phụ, ví dụ như là đói thì mình có thể uống đúng không ạ? Đấy thì một ngày chúng ta nên ăn khoảng 5 bữa thì sẽ có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Thì 2 bữa phụ đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái nước ép nước sữa hạt này hoặc là sử dụng những cái loại hạt khô hoặc là hoa quả tươi tùy theo ý thích. Khi mà chuyển sang những cái ăn kiêng này thì chúng ta sẽ thấy nhạt đúng không ạ? Nhạt từ cái gia vị này rồi kể cả trong các cách chế biến cũng như ướp thì tôi thấy ở đây là mình tối giản mọi thứ, kể cả cách nấu cũng như là cách chế biến và cả gia vị mình gia giảm vào nữa. Tuy nhiên chỉ có một cái là những cái gia vị, những cái nguyên liệu để mình chuẩn bị cho các món ăn thì nó hơi lắt cách một tí. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có kế hoạch và chuẩn bị cho ngày hôm trước rồi thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì là khó khăn cả đúng không ạ? Và cái thời gian mà để sử dụng cho bữa ăn kiêng tương tự như thế này thì tốt nhất mình sẽ sử dụng trong bao nhiêu ngày ạ? Đối với bất kỳ một cái phương pháp nào để tạo một thói quen nó sẽ mất khoảng 21 ngày. Đây là cái thời gian để cơ thể mình nó chấp nhận một cái thói quen mới. Thì trong 21 ngày nếu mà các bạn ăn được theo thì đúng cái bữa ăn nó tương tự như này thì các bạn sẽ có một cái lối sống, lối ăn uống mới và nó sẽ giúp các bạn không chỉ giữ cân mà không chỉ giảm cân mà còn giữ cân lâu dài sau đấy. Thì có nghĩa là các bạn tối thiểu thì phải là 21 ngày thì ăn những cái này thì mình thấy sự thay đổi và làm quen món ăn đúng không ạ? Và trong 21 ngày đấy có thể là mình cũng sẽ giảm cân được đúng không ạ? Vâng, chắc chắn là có giảm cân bởi vì bạn chỉ cần nghĩ đến những cái bữa ăn hàng ngày mà có nhiều dầu mỡ hay là chiên xào thôi thì nếu mà chuyển sang một cái chế độ ăn nó hạn chế được những cái gia vị đấy thì thì tôi tin là chắc chắn là bạn sẽ giảm cân. Vâng. Nếu mà các bà nội trợ có điều kiện và mình đã làm quen với cái kiểu ăn kiêng như này rồi thì mình sẽ duy trì lâu dài, thì không chỉ giữ được cân này và nó còn tốt cho sức khỏe và làn da của chúng ta cũng sẽ tươi sáng hơn đúng không ạ? Và hy vọng với hướng dẫn của bạn Nga ngày hôm nay, một huấn luyện chuyên về dinh dưỡng mà cung cấp rất nhiều thông tin cho chúng ta, thì các bà nội trợ có thể bớt chút thời gian để thực hiện những cái món ăn này cho chính bản thân mình cũng như là mọi người trong gia đình được ăn khỏe đúng không ạ? Vâng, xin một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.